Xin cha mẹ cho con một cái tên để được về thiên. Tại vì mình đang bị Covid mà đang trên giường bệnh phòng hấp hối, hay là mình đang bị cách ly ở trong một trong nhà mình mà mình có ra đi gia đình chưa chắc biết được đó. Thì mình khánh có cái tên để khi cái linh hồn có mất á, mình ít nhất á là cũng giống như mình có cái passport đi về trời, còn hơn bây giờ không có không biết đạo, không biết cái linh hồn mình sẽ đi về đâu. Mình sống thì mình sao cũng được nhưng mà chết mới quan trọng. Thì cái đạo thiên tâm á, cái dấu hiệu thiên tâm này á đã có từ ở trên trời á, là đã có cả ngàn năm rồi, có thể lâu hơn thiên tâm. Nhưng mà khi xuống thế gian này á, những người đầu tiên mà đeo cái dấu hiệu của cha đó là dấu này nè, thì là những người tù nhân của mấy bác mà của thời trước năm 75 á, thời của ông Nguyễn Thiệu mà bị bắt ra Hà Nội á, thì lúc đó trên mới thương mới cho ra cái dấu hiệu này để đeo, để tránh bom đạn của Trung Cộng nó bỏ vô những cái trại tù thời năm 79 ở ngoài trại tù Nam Hà của tỉnh Hà Nam, Ninh Bắc Việt Nam. Thì dấu hiệu ra đời của nhân loại từ thời đó thì việc biết là từ thời đó. Nhưng cho đến năm 2017 á, ngày 16 tháng 3 năm 2017 đó, thì trên đó mới cho việc biết là bắt đầu từ 18, 19, 20, 21 là những năm cuối cùng của sàng lọc, tức nghĩa là sẽ có nhiều người chết khủng khiếp á. Thì lúc đó cha đó với mẹ thì ở giờ ngồi trên chánh điện đó. Thì lúc đó cha mặc nguyên bộ long bào màu đỏ nha, mẹ mặc áo vàng. Ở trên đầu của kiệt á, thì một cái tòa sen lớn khổng lồ, Phật Di Lặc ngồi trên. Thì bắt đầu cho gọi là công bố cho cái đạo thiên tâm này ra đời để cho kịp cứu những chúng sanh hữu tình có duyên để mà được ở trên rước về giờ chót, chứ không phải mình nói rồi để mình tu không kịp. Nó không phải như kiểu anh ấy, chỉ cần mình ghi tên là dĩ nhiên là tu bây giờ là không ai tu kịp hết trơn, là ta tu cả đời mà đâu phải tu chỉ mới có mấy ngày, mà nhất là bệnh rồi mới chịu tu. Nhưng mà ít nhất á, mình cũng gieo duyên là lấy cái họ thiên. Thí dụ tôi tên là Nguyễn Thị Bích thì cứ lấy cái chai nước thôi, đặt về hướng đông bắc và lại xin cha thượng đế, mẹ Phật mẫu, cha trời mẹ đất cho con cái tên là Thiên Bích. Thì từ đó đó các chư vị hai bên vai mình với ông thổ địa ngay trong cái nhà của mình á, ổng nghe được thì ổng ghi tên rồi ổng gửi về chảnh. Cũng giống như mình đi vô Zalo hay là Facebook hay là Facebook hay là YouTube, mình sign up một cái account vậy đó. Thì cái thiên tâm nó cũng vậy thôi. Mình ở bên cõi vô vi á, khi mình mất á, con ma rước, con quỷ quỷ rước, rồi con tiên, con Phật, con thần, con thánh, con Bồ Tát đủ hết, ở đâu cũng có hết. Thì mình không biết mình đi về đâu, nhưng mà khi mình ghi thiên tâm á, là mình được đi hết về trời, là về cõi trời. Thì hôm nay Kiệt thấy Việt Nam có nhiều người bị Covid, cũng sẽ có người chết. Cái nghiệp Việt Nam còn nặng cho nên cũng chưa có dứt nghiệp. Từ đây cho tới cuối năm còn nhiều nhiều chuyện xảy ra nữa, cho đến khi chiến tranh xảy ra. Thì kiểu nói sơ về cái thiên tâm là vậy, là của Phật Di Lặc. Sau này sẽ thống nhất tất cả các đạo trên thế giới để mà thành một đạo. Thì nhân loại á, lúc đó mới không còn gọi là thánh chiến, không còn có những cái người như đạo Hồi rồi đi ở bên Trung Đông á, tối ngày giết nhau, rồi có gì đó Bin Laden hả, rồi có mấy Hồi giáo, rồi bây giờ có thêm Taliban rồi nữa, ý mấy thằng ở bên A Phú Hãng đó. Thì sau này không ai còn giành thượng đế của mình nữa, mà là chung hết. Thượng đế chỉ có một, chỉ có cha trời mẹ đất sanh ra tất cả nhân loại, tất cả các chư Phật chư thánh, cả Chúa Giêsu, cả Phật